Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trung Quốc trong 11 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong ASEAN. Theo số liệu thống kê năm 2014, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 83,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với năm trước và tăng gấp 11 lần so với 10 năm trước. Trung Quốc là một thị trường khổng lồ mà bất cứ một doanh nghiệp nào trên thế giới cũng không thể không tính đến để thâm nhập. Việt Nam là nước cận kề với Trung Quốc, nên đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng để đứng vững và nâng tầm thương hiệu hàng hóa của Việt Nam tại thị trường này, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cho mình một hướng đi vững chắc. Công ty của tôi, thương hiệu Yến Hoàng, thì tới thị trường Trung Quốc này từ năm 2000. Thì từ đó tới bây giờ là khoảng hơn 10 năm. Thì ngày càng phát triển, thì để muốn cho cái sản phẩm của mình là có mặt trên thị trường mà được khách hàng người ta đó chuộng, thì trước hết thì cái sản phẩm của mình phải cái chất lượng phải nâng cao, rồi phải uy tín về cái mẫu mã nữa, cũng như là phải ta có những cái bước đổi là cải tiến công nghệ sản xuất để mà cái có được những cái sản phẩm uy tín, chất lượng hơn. Theo số liệu thống kê, tính riêng tỉnh Quảng Tây, năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh này đạt 16,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7%. Tính đến hết năm 2014, Quảng Tây có 147 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn thực hiện đạt 340 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có 23 doanh nghiệp hoạt động tại Quảng Tây với tổng giá trị hợp đồng đạt gần 90 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc được đánh giá là thị trường xuất khẩu tiềm năng của nhiều loại hàng hóa Việt Nam như cao su, giày dép, cà phê, bánh kẹo, thủy hải sản khô. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã biết khai thác triệt để thị trường này để gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian qua. Những năm gần đây, các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc rất được chúng tôi ưa chuộng. Chất lượng của các sản phẩm rất tốt, đặc biệt các sản phẩm bánh kẹo từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe con người. Việt Nam là một trong những đối tác vô cùng quan trọng của Trung Quốc trong khối ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ CEPO thì Việt Nam là đối tác quan trọng nhất đối với Trung Quốc, bởi Việt Nam là quốc gia có số lượng gian hàng cũng như quy mô gian hàng lớn nhất tại đây, nên chúng tôi vô cùng trọng thị Việt Nam. Tôi rất quan tâm đến sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, như sản phẩm giày dép thì đi rất bền, sản phẩm bánh kẹo hoa quả, cà phê thì chất lượng rất là tốt, ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong thời gian tới, hy vọng Việt Nam giữ vững được chất lượng như vậy và ngày càng cải tiến mẫu mã để sản phẩm tốt hơn nữa. Có thể nói, tuy thị trường Trung Quốc là một thị trường đông dân và dễ thâm nhập, nhưng để đứng vững trên thị trường này, các doanh nghiệp của Việt Nam cần phải đảm bảo chất lượng, uy tín với khách hàng, không ngừng cải tiến mẫu mã theo hướng khác biệt hơn so với các sản phẩm cùng loại. Làm ăn hiện giờ, cái chủ yếu là cái chất lượng và cái uy tín. Thì hướng tới về phía công ty là ở khu bảo thế bằng tường cũng hỗ trợ công ty thành lập cái văn phòng ở tại cái Nam Ninh này để đại diện, để mà có tiện trong cái giao dịch, đặc biệt là ở tại thị trường Nam Ninh. Sau đó mình sẽ mở rộng sang các thị trường khác như Quảng Châu, Vân Nam và các tỉnh ở Trung Quốc. Hy vọng là giai đoạn sắp tới mình sẽ chỉ sự hỗ trợ của bạn ở phía Trung Quốc thì mình sẽ đặt chân được cái gạo của Việt Nam, ở xây dựng được thương hiệu gạo Việt Nam trên đất Trung Quốc. Nhờ nắm bắt đúng nhu cầu và khai thác tích cực thị trường Trung Quốc, nên những năm gần đây các doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này đã có doanh thu tăng lên đáng kể. Trong thời gian tới, nếu hàng hóa của Việt Nam đảm bảo về uy tín, chất lượng, cộng với những thuận lợi về chi phí, sẽ là cơ hội cho Việt Nam tăng lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, từng bước góp phần cân bằng cán cân thương mại.